Xin chào tất cả quý thính giả. Do tình hình sức khỏe của MC Kỳ An Thế Giới, nên trong thời gian này, mình sẽ hỗ trợ bạn ấy một số video để kịp tiến độ phục vụ quý thính giả. Rất mong được mọi người đón nhận mình. Đây là video đầu tiên của mình, nên rất mong được các bạn yêu thương đón nhận cùng với những góp ý sai sót chân thành để mình có thể thay đổi trong các video sau, có thể hoàn thiện hơn. Rất mong được các bạn yêu mến. Bây giờ, không để các bạn chờ lâu, mời các bạn đến với vụ án hôm nay. Cuộc sống là một chuỗi những sự kiện không lường trước được và mỗi người đều có những lý do riêng để hành động. Vụ án sau đây là một câu chuyện đau lòng về sự đổ vỡ của một mối quan hệ và về những hậu quả khôn lường của những quyết định sai lầm. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Kỳ Án Thế Giới. Chiều ngày 6 tháng 11 năm 2002, hai vợ chồng anh Chu đang trên đường đi từ chợ phiên về thì đã gần 18 giờ 20 phút tối. Trời đông cuối năm, tối sớm, mới có hơn 5 giờ chiều mà mặt trời đã khuất bóng. Hai vợ chồng anh Chu là người dân tộc vùng núi, cả hai ở trong một ngôi làng nằm cách thị trấn hơn 5 km đường núi. Cứ cách 2 đến 3 tháng một lần thì dưới thị trấn sẽ tổ chức chợ phiên. Hai vợ chồng anh Chu cũng tranh thủ lúc này mà gánh theo nông sản nhà chồng đem xuống bán. Cũng bởi vì khoảng cách khá xa mà tới bây giờ hai người vẫn còn đang trên đường đi về nhà. Khi đi đến đoạn đường cách nhà khoảng hơn 1 km thì chị Chu bỗng nhiên cảm thấy đau bụng. Chị đành kiếm một bụi rậm ven đường rồi nhờ chồng canh chừng giúp mình một lúc. Anh Chu thấy vậy cũng bỏ gánh trên vai xuống rồi canh chừng giúp vợ. Lúc chị Chu vừa mới đi vào trong một bụi lau sậy cách đường đi khoảng 3 mét thì bỗng ngửi thấy một mùi hôi thối bốc lên. Lúc đầu chị Chu còn nghĩ rằng đây có thể là do mùi loài động vật nào đó đi nặng gây ra. Thế nhưng càng đến gần, mùi hôi thối đó càng nồng hơn, thậm chí còn xen lẫn vào một ít mùi tanh tưởi như của thức ăn bị ôi thiêu lâu ngày. Nhưng lúc này bụng chị Chu đau quặn dữ dội. Chị ấy không còn đủ sức để tìm ra nguyên nhân của cái mùi hôi kia, cho nên đã lựa một chỗ khuất người rồi ngồi xuống giải quyết. Khoảng 15 phút sau, chị Chu cuối cùng cũng đã đi vệ sinh xong. Lúc chị vừa đứng lên thì mùi hôi thối lúc nãy lại xộc lên mũi một lần nữa. Lần này chị Chu đã quyết tâm phải tìm cho ra nguyên nhân. Chị Chu đi ra ngoài, gọi thêm cả chồng mình vào tìm phụ. Anh Chu thì không muốn đi vì trời đã tối. Ở nhà còn hai đứa con đang chờ họ quay về, nhưng vì chị Chu nhất quyết phải làm, nên anh Chu cũng chỉ đành theo ý vợ. Vì trời đã tối, bụi lau sậy lại cao quá đầu người, nên anh Chu đã lấy đèn pin mang theo soi đường cho vợ đi trước. Cả hai lần mò vào trong càng sâu, thì mùi hôi thối càng bốc lên một cách nồng nặc. Đi khoảng được 10 mét cách đường đi, hai người họ nhìn thấy một đám lau sậy đổ dạp sang hai bên, có vẻ như ở giữa có thứ gì đó. Anh Chu lấy đèn pin soi vào, cả hai sau đó đã giật mình, vội chạy nhanh ra khỏi đám lau sậy. Bởi vì chính mắt họ đã nhìn thấy cảnh tượng một thi thể bị thối rữa trong tình trạng khỏa thân nằm giữa bụi lau sậy. Xung quanh thi thể đã bị ruồi bọ bâu kín, trông vô cùng kinh dị. Hai vợ chồng anh Chu chạy một mạch, không dám ngoảnh đầu lại, ngay cả giỏ sách cùng gánh hàng cũng không kịp lấy. Hai người họ chạy nhanh băng qua đoạn đường đất, quay về thôn, rồi vội kể câu chuyện mình vừa nhìn thấy cho trưởng thôn cùng những người hàng xóm xung quanh nghe. Sau khi nghe tin, trưởng thôn họ Lôi đưa theo vài thanh niên nữa đi theo để kiểm chứng lời mà hai vợ chồng anh Chu nói. Khi bọn họ quay lại nơi bãi lau sậy thì đã hơn 7 giờ tối. Trưởng thôn Lôi cùng mấy người đàn ông đi theo anh Chu vào bên trong. Bởi vì lúc nãy hai vợ chồng họ sợ hãi chạy ra ngoài, nên khiến cho bụi lau sậy bị rẽ ra hai bên, hình thành một lối nhỏ. Dù là người đã từng nhìn thấy nhiều thi thể, cũng như là chủ trì tang lễ của người dân trong thôn, thế nhưng đây cũng là lần đầu tiên mà ông Lôi tận mắt nhìn thấy một thi thể bị phân hủy đến mức này. Ông ấy vội đưa mọi người cách xa thi thể, sau đó phân công cho một nhóm thanh niên đứng tại chỗ trông chừng, tránh để người khác đến gần. Mình cùng với hai vợ chồng anh Chu đến cơ quan cảnh sát để trình báo. Vào thời điểm đó, thôn của ông Lôi rất nghèo, họ cũng rất lạc hậu nên không có điện thoại cũng như phương tiện như xe máy, mà chỉ có vài hộ khá giả là có xe đạp.
Bọn họ đạp xe dọc theo đường núi mất gần 40 phút mới tới cơ quan chức năng ở dưới núi. Ông Lôi cùng với hai vợ chồng anh Chu lập tức đi vào bên trong và trình bày lại toàn bộ những gì mới xảy ra từ đầu đến cuối. Ngay khi nhận được thông tin, cảnh sát trấn Phổ Định, quận Đô Quân thuộc Châu Tự Trị dân tộc Bố Y và dân tộc Miêu Kiều Nam tỉnh Quý Châu, Trung Quốc đã đưa ra nhận định sơ bộ rằng đây là một vụ án mạng phức tạp, cần có sự giúp đỡ của lực lượng chức năng của quận Đô Quân giúp đỡ. Cảnh sát thị trấn Phổ Định đã báo cáo vụ án này lên cấp trên và nhận được sự phê duyệt. Không lâu sau, một đoàn xe chở theo cảnh sát quận Đô Quân cũng như lực lượng pháp y, pháp chứng chuyên nghiệp đến trợ giúp. Họ cũng nhanh chóng theo ông Lôi quay lại hiện trường vụ án để tiến hành điều tra. Vụ án này xảy ra ở khu vực của dân tộc Miêu Kiều Nam. Đây là một dân tộc thiểu số sống chủ yếu ở vùng núi và cao nguyên của Trung Quốc. Ông Lôi trưởng thôn cho biết rằng dân tộc của họ đã sống ở thôn Lôi Sơn thuộc trấn Phổ Định trong khoảng thời gian dài từ thời tổ tiên cho tới nay. Thường ngày họ cũng rất hiếm khi nào nhờ đến sự giúp đỡ của chính quyền bởi vì đời sống của nhân dân ở đây khá yên bình. Họ luôn tuân thủ những luật lệ có sẵn và ít khi nào gây ra chuyện lớn. Duy chỉ có lần này, trên đường dẫn vào thôn, bỗng nhiên phát hiện ra thi thể lạ. Dạo gần đây, trong thôn của họ cũng không mất tích người, nên ông Lôi mới quyết định giao chuyện này cho cảnh sát giải quyết. Mất hơn 45 phút thì tất cả mọi người mới có mặt tại hiện trường vụ án. Nơi đây lúc này đã vây kín người dân trong thôn. Kể từ khi họ nghe được câu chuyện từ lời kể của hai vợ chồng anh Chu, ai nấy đều cảm thấy lo lắng, sợ hãi. Mọi người đều cùng nhau tập trung đến nơi này để tận mắt quan sát tình hình. Cảnh sát sau đó đã tiếp nhận hiện trường từ những người thanh niên khi nãy ông Lôi cho đứng canh chừng. Nơi xảy ra vụ án cách thôn Lôi Sơn hơn 1 km đường núi. Đoạn đường nơi phát hiện ra thi thể là một đoạn đường đất gồ ghề được hình thành nhờ vào việc người dân trong thôn đi lại từ đời này sang đời khác. Ven hai bên đường là những bụi lau sậy lớn. Vì đây là nơi đồi núi hẻo lánh, ít người qua lại nên những bụi lau sậy này phát triển rất tốt, cao quá đầu người. Nếu như vô tình đi sâu vào bên trong thì rất dễ bị lạc. Việc đầu tiên khi cảnh sát tiếp cận hiện trường là truy tìm những dấu vết còn sót lại. Vì đây là đường đất, nên nếu như có bất kỳ dấu vết nào kỳ lạ thì đều sẽ được lưu lại một cách rõ ràng. Tuy nhiên, vì hai vợ chồng anh Chu cũng như người dân đã đến đây từ trước, nên phần nào hiện trường đã bị họ phá hoại. Dưới đất chi chít những vết chân do người dân để lại. Không tìm được dấu vết có ích từ phía ngoài, đội pháp chứng sau đó đã nhanh chóng tiến vào bên trong. Họ đi theo con đường lau sậy bị ngã sang hai bên do vợ chồng anh Chu để lại khi nãy. Cảnh sát để ý thấy rằng, từ ngoài đường đất khi nãy đến nơi phát hiện thi thể, chỉ có duy nhất một con đường do hai vợ chồng anh Chu vô tình để lại. Ngoài ra thì không còn tìm thấy con đường nào khác. Thi thể nằm cách mặt đường khoảng 10 mét, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng bán khỏa thân, nằm sấp, mặt úp thẳng xuống đất. Hai tay bị trói ngược ra phía sau bằng một sợi dây nịt da. Trên người nạn nhân có rất nhiều vết thương hở, cũng như nhiều dấu vết bầm tím như bị đánh đập tạo thành. Nửa thân trên của nạn nhân mặc một chiếc áo sơ mi màu nâu nhạt. Toàn bộ cúc áo đã bị mở tung để lộ ra phần ngực bên trong. Không tìm thấy áo lót của nạn nhân ở hiện trường. Bên cạnh đó, phần thân dưới của nạn nhân hoàn toàn lõa thể. Chiếc quần tây đen được vứt cách đó khoảng 1 mét đã bám đầy bụi đất, quần lót nạn nhân cũng đã biến mất. Bên cạnh thi thể, cảnh sát tìm thấy một chiếc túi sách màu đen, bên trong chỉ chứa đúng một tấm phim siêu âm. Ngoài ra, toàn bộ giấy tờ tùy thân cũng như ví tiền đều đã biến mất. Sau khi thi thể của nạn nhân đã được lên cáng cứu thương để đưa về cơ quan tiến hành khám nghiệm, cảnh sát vô tình nhặt được một chiếc card visit của một công ty nào đó. Nhưng vì máu của nạn nhân đã thấm vào bên trong chiếc card này, nên toàn bộ thông tin bên trên đều gần như không thể đọc được nữa. Đội pháp chứng phải đưa chiếc card này về để tiến hành phục hồi mới cho ra được nội dung chính xác bên trong. Dưới đất là một vệt máu lớn, nhiều vết máu bắn lên những cây lau sợi xung quanh. Có vẻ như đây chính là hiện trường đầu tiên của vụ án. Như vậy, câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao hung thủ lại đưa nạn nhân tới nơi này và hắn đã đưa nạn nhân đến đây bằng cách nào? Mở rộng điều tra ra khu vực xung quanh, cảnh sát chú ý đến một đám cỏ lau ở phía tây nam
gần như đối diện với con đường lúc đầu mà cảnh sát đi vào, cũng có nhiều cây lau đã bị ngã rạp. Cảnh sát sau đó đã đi về phía Tây Nam để kiểm tra. Quả thật, ở đây cũng có một con đường được hình thành cách đây không lâu. Có vẻ như đây là lối đi do hung thủ tạo thành. Dọc theo lối mòn hướng Tây Nam, cảnh sát tìm ra được một vài vật dụng khác như một đôi giày cao gót màu đen của phụ nữ, một chiếc áo khoác màu tím nữ và hai chiếc móng tay giả bị gãy. Bên trên còn dính máu, nghi là của nạn nhân trong lúc giằng co để lại. Bên trong phần móng giả ở hiện trường, tìm thấy một ít mẫu da người. Cảnh sát nghi ngờ rằng mẫu da này thuộc về hung thủ. Có thể trong lúc nạn nhân cố gắng trốn thoát đã khiến hung thủ bị thương. Cảnh sát đi theo lối mòn đến một đoạn đường núi hẻo lánh, cách con đường đất lúc đầu cũng phải gần 2 km. Ông Lôi, trưởng thôn, cho biết đây là con đường dẫn ra ngoài bãi tha ma cũ của thôn. Cách đây nửa năm, chính phủ đã cho di rời phần mộ của toàn bộ người dân trong thôn để đưa đến một nơi khác, sau đó quy hoạch khu đất nghĩa trang cũ để xây dựng một nhà máy nhiên liệu. Tuy nhiên, vì một số lý do mà tính cho đến thời điểm hiện tại, công trình nhà máy vẫn chưa được thi công. Cũng chính vì thế mà con đường phía sau đã bị bỏ hoang từ lâu, không còn ai sử dụng con đường đó nữa. Cảnh sát cũng đã quan sát rất kỹ. Quả thật, cây cỏ xung quanh con đường đất này mọc lên rất tùm, gần như là đã che kín lối đi. Nếu như vẫn còn có người sử dụng, thì đám cỏ này không thể mọc cao như vậy được. Tuy nhiên, ở trên con đường này, họ đã tìm thấy một con dao cán gỗ vẫn còn dính máu. Dưới đất cũng có một vệt máu nhỏ giọt, kéo dài từ bên trong bãi lau sậy ra tới ngoài này. Điều này chứng tỏ có thể hung thủ đã sử dụng con đường này để đưa nạn nhân vào trong bãi lau sậy để gây án, sau đó thì rời đi theo lối cũ để bỏ trốn. Cách nơi phát hiện ra con dao khoảng 1 mét, cảnh sát còn tìm thấy 4 điếu thuốc đã qua sử dụng, chỉ còn phần đầu lọc. Đây cũng là vật chứng quan trọng để giúp cảnh sát xác định danh tính hung thủ trong số các nghi phạm sau này. Trước mắt, cảnh sát vẫn chưa thể xác định được động cơ của hung thủ, tạm thời chia ra 2 hướng điều tra. Một là giết người cướp của, 2 là giết người vì mâu thuẫn cá nhân. Mất gần 12 giờ đồng hồ thì các pháp y mới hoàn thành xong việc khám nghiệm và cho ra kết quả hoàn thiện nhất. Theo đó, nạn nhân là nữ giới, độ tuổi trong khoảng từ 25 đến 27, chiều cao từ 1m58 đến 1m60. Thời gian tử vong khoảng 3 đến 5 ngày trước, tức là trong khoảng từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 11. Nguyên nhân tử vong là do mất máu cấp. Trên cơ thể của nạn nhân phát hiện ra hơn 20 vết thương lớn nhỏ khác nhau nằm ở nhiều vùng trên cơ thể. Trong số đó, vết thương chí mạng nằm ở vùng ngực và ở vùng bụng. Có tổng số 4 vết đâm ở cả 2 vùng này. Những vết thương này đã khiến cho phần nội tạng của nạn nhân gần như bị phá hủy hoàn toàn. Không những gan mà cả lá lách cũng đều bị đâm thủng. Bên cạnh đó, túi mật của nạn nhân cũng đã bị vỡ dần, đến chất dịch ở bên trong tràn vào khoa bụng. Điều này đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc xét nghiệm những chất còn sót lại bên trong dạ dày của nạn nhân. Thời gian thi thể bị phân hủy kéo dài từ 3 đến 5 ngày, dẫn đến hiện tượng trương phình, phần da ở bên ngoài tiếp xúc trực tiếp với không khí dần bị phân hủy. Chưa kể đến điều kiện thời tiết có độ ẩm khá cao, dẫn đến giòi bọ sinh sôi nhanh chóng. Điều này đã gây cản trở rất lớn trong việc phán đoán của pháp y về thời điểm hình thành vết thương trên cơ thể. Ở cổ tay nạn nhân có vết hằn bầm tím được hình thành bởi sợi dây nịt da trói chặt. Bên trên sợi dây nịt này có rất nhiều vết máu tạo thành vết đứt quãng. Qua công tác xác minh, toàn bộ những vết máu này đều thuộc về nạn nhân. Các pháp y còn tìm thấy dấu vết từng quan hệ trước khi chết từ bộ phận sinh dục của thi thể. Nơi này đã bị sưng tấy và có dấu hiệu bị trầy xước và viêm nhiễm nghiêm trọng. Điều này chứng tỏ trước khi chết, nạn nhân từng bị cưỡng bức và đã có sự chống trả mãnh liệt. Bên trên chiếc quần tây đen của nạn nhân cũng tìm thấy một lượng lớn tinh dịch còn sót lại. Vì thời gian ở bên ngoài khá lâu, nên nếu như đem lượng tinh dịch này làm đối chiếu xét nghiệm ADN sẽ có thể dẫn đến một số sai lệch. Tuy nhiên, qua quá trình xét nghiệm, đối chiếu với ADN có trong chiếc móng tay gãy của nạn nhân cũng như ADN có trong đầu lọc thuốc lá, cảnh sát nhận định rằng cả 3 thứ này đều thuộc về cùng một người và hắn cũng chính là tên hung thủ mà cảnh sát phải tìm kiếm. Về phần con dao được tìm thấy ở hiện trường,
Đội pháp chứng đã kiểm tra và cho ra kết quả rằng vết máu còn sót lại bên trên lưỡi dao thuộc về nạn nhân. Bên cạnh đó, ở phần cán dao tìm thấy một vài dấu vân tay dính máu. Tuy nhiên, những dấu vân tay này đều đã có dấu hiệu được lau chùi sơ qua nên không còn nguyên vẹn. Tại hiện trường, sau khi cảnh sát lần theo dấu vết của hung thủ ra khỏi con đường đất nhỏ ở sau núi, họ đã tìm thấy vết bánh xe ba bánh, tuy đã mờ dần nhưng vẫn có thể xác định được đây là loại xe ba bánh có tải trọng trung bình, thường được dùng để vận chuyển hàng hóa loại nhẹ với quãng đường ngắn. Loại xe này được sử dụng phổ biến nhất trong những khu chợ hoặc những khu công trường dùng để chở xi măng hoặc những vật liệu tương tự. Khu vực xung quanh nơi phát hiện ra dấu bánh xe cũng không tìm thấy thêm được bất kỳ dấu vết nào khác, nên tạm thời có thể xác định chiếc xe ba bánh đó chính là xe của hung thủ. Dựa vào những manh mối mà đội pháp y cũng như đội pháp chứng đã điều tra ra được, cảnh sát xác định đây là một vụ cưỡng hiếp giết người. Bởi vì trên cơ thể nạn nhân không tìm thấy dấu vết từng đeo trang sức, trên tai cũng không có bấm khuyên. Có thể hung thủ đã lấy đi ví tiền là bởi vì bên trong có chứa chứng minh thư hoặc giấy tờ có thể chứng minh thân phận của nạn nhân. Mục đích của hắn là khiến cho cảnh sát không thể dễ dàng tìm ra được người bị hại, tạo điều kiện cho hung thủ trốn thoát. Nhận thấy đây là một vụ trọng án và cần phải giải quyết một cách nhanh chóng để tránh gây hoang mang dư luận, cảnh sát quận Đô Quân đã thành lập đội chuyên án và dốc toàn lực điều tra. Bước đầu, cảnh sát cần phải nhanh chóng xác minh thân phận nạn nhân. Trước hết, họ cần xác định xem nạn nhân liệu có phải người dân trong thôn Lôi Sơn hay không. Qua công tác xác minh, họ biết được rằng người phụ nữ này không phải là người thuộc thôn Lôi Sơn. Trong thời gian gần đây, trong thôn cũng không hề xảy ra bất kỳ vụ mất tích nào. Như vậy, có thể khẳng định nạn nhân trong vụ án này là người từ nơi khác đến. Vậy thì lý do gì đã khiến nạn nhân đến một vùng núi hẻo lánh này? Hơn nữa, việc hung thủ biết được con đường mòn bị bỏ hoang sau núi và đưa nạn nhân tới đó cũng là một điểm nghi vấn quan trọng. Cảnh sát bắt đầu khoanh vùng điều tra. Họ cho rằng hung thủ phải là người sống ở vùng này hoặc từng làm công việc liên quan đến những công trường xây dựng ở quanh đây. Như vậy mới có thể quen thuộc đường xá đến như vậy. Bên cạnh đó, họ muốn nhanh chóng tìm ra được danh tính nạn nhân nên đã đăng tin tìm kiếm lên các phương tiện báo chí truyền thông khắp cả nước. Quay lại với những manh mối thu lại được tại hiện trường, bắt đầu với dấu vết bánh xe ba gác. Theo đó, loại xe này là loại có kích cỡ trung bình, tải trọng chỉ khoảng 500kg đều lại, cho nên cần phải khoanh vùng khu vực và nhanh chóng tìm ra được chiếc xe mà hung thủ đã sử dụng. Phần dấu vết do bánh xe để lại khá mờ nhạt. Đây là loại bánh xe phổ thông và có độ mòn nhất định nên không phải là đặc điểm giúp ích cho việc điều tra của cảnh sát. Sau hơn 3 giờ đồng hồ khoanh vùng khu vực, cảnh sát đã biết được tại địa bàn thị trấn Phổ Định có khoảng 20 chiếc xe ba gác được đăng ký. Trong số đó, hơn 20 chiếc là thuộc vào diện xe vận chuyển của khu xây dựng, số còn lại là thuộc quyền sở hữu cá nhân. Cảnh sát đã nhanh chóng chia ra làm nhiều nhóm để sàng lọc điều tra. Đồng thời, họ cũng bắt đầu tìm camera ghi hình ở khắp các tuyến đường từ dưới thị trấn dẫn lên núi để xem vào ngày vụ án xảy ra có chiếc camera nào ghi lại được hình ảnh của chiếc xe ba gác mà tên hung thủ đã lái hay không. Bên cạnh đó, một nhóm cảnh sát khác cũng đang lần theo dấu vết là chiếc móng tay bị gãy của nạn nhân. Đây là một chiếc móng tay vừa được làm cách thời điểm xảy ra án mạng không lâu. Bên trên được trang trí một cách tinh xảo, chứng tỏ rằng nạn nhân là người có tiền. Nếu như cảnh sát có thể tìm ra được cửa tiệm đã làm bộ móng này, thì danh tính của nạn nhân cũng rất nhanh sẽ được sáng tỏ. Khu vực thị trấn Phổ Định tuy không lớn, cũng không phát triển về hoạt động kinh doanh dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, nhưng cũng đã có hơn 15 cửa tiệm làm móng lớn nhỏ. Để điều tra từ một chiếc móng tay là việc vô cùng khó khăn. Chính vì thế mà cảnh sát đã đẩy nhanh tiến độ của việc tìm kiếm danh tính nạn nhân qua kênh truyền thông. Cuối cùng, cách thức này cũng đã có tác dụng. Vào chiều ngày 8 tháng 11, có một người phụ nữ khoảng 25 tuổi tên Lưu Thúy Liên đến cơ quan điều tra để báo án. Người này cho biết rằng mình là một công nhân ở xưởng may thuộc trấn Phổ Định, vì ít học nên không biết chữ, nhà cũng không có tivi. Cũng vì thế nên không hề biết đến chuyện cảnh sát đăng tin tìm người. Đến tận hôm nay, khi cô ấy vô tình nghe đồng nghiệp cùng công ty
Bàn về chuyện này, cũng như biết được mô tả ngoại hình của nạn nhân trong vụ thảm án do bên phía pháp y miêu tả, Lưu Thúy Liên biết chắc người mà cảnh sát đang tìm chính là em họ của mình, Lưu Tố Như. Cảnh sát sau đó đã yêu cầu Lưu Thúy Liên cung cấp vật chứng có chứa ADN của Lưu Tố Như để họ tiến hành đối chiếu xác nhận với thi thể. Qua kết quả có thể thấy được nạn nhân trong vụ án mạng lần này đích thực là Lưu Tố Như, em họ của Lưu Thúy Liên. Nghe được tin này, Lưu Thúy Liên liền bật khóc nức nở. Cô ấy cho biết rằng mình và em họ đã mấy ngày rồi không liên lạc. Dù trong lòng lo lắng nhưng vì không có điện thoại cũng không biết nên tìm Lưu Tố Như ở đâu, nên chỉ đành yên lặng chờ đợi. Cảnh sát liền hỏi cô ấy tại sao không trình báo mất tích. Lưu Thúy Liên đã trả lời rằng tính cách của Lưu Tố Như nóng nảy, lại có cái tôi cao. Cách đây vài ngày, Lưu Thúy Liên có cãi nhau với Lưu Tố Như vài câu, sau đó thì Lưu Tố Như đã tức giận mà bỏ ra ngoài. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Lưu Tố Như bỏ nhà đi, nên Lưu Thúy Liên cũng không mấy lo lắng. Những lần trước, Lưu Tố Như đều đi cả tuần, có khi còn tận 10 ngày, nửa tháng mới quay về. Cảnh sát sau đó đã yêu cầu Lưu Thúy Liên kể lại tình hình cụ thể những chuyện đã xảy ra vào ngày mà Lưu Tố Như mất tích. Theo đó, Lưu Thúy Liên cho rằng mình và em họ đã sống cùng với nhau hơn nửa năm, cả hai khá thân thiết với nhau. Tuy vậy, trong lúc sống chung không tránh khỏi những mâu thuẫn. Trong số đó, mâu thuẫn lớn nhất giữa hai người là về chuyện tình cảm của Lưu Tố Như. Bởi vì Lưu Thúy Liên coi Tố Như như em gái ruột, nên rất mong Tố Như có thể tìm được một người chồng tốt. Thế nhưng Tố Như lại không nghe theo lời khuyên mà thường xuyên qua lại với nhiều người đàn ông khác nhau. Điều này đã khiến Lưu Thúy Liên tức giận. Sau mỗi lần cãi vã, Tố Như lại bỏ ra ngoài cùng với một người đàn ông khác, qua nhiều ngày vui chơi mới quay về. Lần gần đây nhất mà hai người cãi nhau cũng chính là lần cuối mà Lưu Thúy Liên gặp em gái mình là vào chiều tối ngày 3 tháng 11. Ngày hôm đó, sau khi Lưu Thúy Liên đi làm về thì thấy em gái đang lôi lôi kéo kéo với một người đàn ông trung niên ở trước cửa nhà. Cử chỉ của cả hai rất thân mật. Ngay khi thấy Lưu Thúy Liên về, Tố Như liền đuổi người đàn ông kia về rồi cùng chị gái vào nhà. Sau đó Lưu Thúy Liên lại một lần nữa khuyên ngăn em gái mình không nên dây vào những người đàn ông lớn tuổi chỉ vì vài đồng bạc. Nếu lỡ như ông ta có vợ thì chắc chắn sẽ không được yên ổn. Ngay lập tức, Lưu Tố Như liền tức giận cãi nhau với Lưu Thúy Liên. Thậm chí sau đó, cô ấy còn đem theo một ít đồ rồi bỏ ra ngoài. Lưu Thúy Liên khi đó cũng vì tức giận mà không ngăn cản em mình. Nếu cô ấy biết đó là lần cuối thì đâu để Tố Như ra ngoài khi trời đã tối như vậy chứ. Cảnh sát sau đó đã hỏi Lưu Thúy Liên về danh tính người đàn ông hiện đang qua lại với Tố Như. Lưu Thúy Liên cho biết rằng người kia ăn mặc trông rất có tiền, trên tay có đeo đồng hồ xịn, đi một chiếc xe hơi sang trọng. Lưu Thúy Liên không nhớ rõ biển số xe, chỉ biết rằng ba số cuối là 735 và chiếc xe đó có màu đen. Ngoài ra thì không còn biết thêm thông tin gì khác. Lúc Tố Như ra ngoài thì chỉ đi bộ chứ không hề có ai đến đón. Còn sau đó cô ấy đã đi cùng ai thì Thúy Liên không hề biết. Bên cạnh đó, cảnh sát còn hỏi thêm rằng trong số những mối quan hệ ngoài luồng của Tố Như, liệu có người nào mang lòng thù hận với cô ấy hay không? Lưu Thúy Liên suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu phủ nhận, phần vì cô ấy không hiểu rõ về các mối quan hệ của em gái. Phần thì vì trước tới giờ, Thúy Liên cũng chưa từng gặp trường hợp nào tìm đến tận nhà làm phiền hay gây sự. Sau khi đã hoàn tất lời khai, cảnh sát đã đưa Thúy Liên về, đồng thời họ đi cùng với cô ấy đến nhà nơi nạn nhân Tố Như sinh sống để xem liệu có thể tìm ra thêm manh mối có ích nào tại đây hay không. Lúc này, bên tổ cảnh sát điều tra tung tích của chiếc xe ba bánh ở gần khu vực hiện trường cũng đã thu được kết quả khả quan. Sau nhiều giờ đồng hồ liên tục theo dõi lại băng ghi hình trên những tuyến đường dẫn đến ngọn núi nơi phát hiện ra thi thể, cảnh sát đã tìm thấy một chiếc xe ba gác có dấu hiệu đáng ngờ. Theo đó, vào khoảng 18h30 phút ngày 3 tháng 11, một chiếc xe ba gác màu xanh dương xuất hiện tại đường Dương Lãng. Đoạn đường này nối liền khu chợ phiên ở thị trấn tới đoạn đường đất ở chân núi. Khi chiếc xe bắt đầu rẽ vào con đường đất thì đó cũng là lúc họ mất dấu. Bên trong thùng xe, cảnh sát phát hiện ra một tấm bạt màu xanh phủ lên một thứ gì đó khiến nó phồng lên đáng kể. Có vẻ như chiếc xe ba gác này đang chở theo một thứ gì lên núi. Khoảng 3 tiếng đồng hồ sau, tức là khoảng 21h30 phút, chiếc xe ba gác đó lại một lần nữa xuất hiện ở trong khung hình.
Lúc này, bên trong thùng xe đã không còn chở được bất kỳ thứ gì nữa. Tấm bạt lúc đầu cũng đã được gấp lại một cách gọn gàng. Điều này đồng nghĩa với việc thứ ở bên dưới đã bị vứt bỏ, hay nói cách khác là đã được phi tang. Cảnh sát sau đó đã điều tra dựa trên biển số của chiếc xe ba gác. Tuy nhiên, biển số mà họ ghi nhận được trên camera ghi hình là biển số giả, chưa từng được đăng ký trước đây. Điều này cũng có nghĩa rằng có hai trường hợp được đặt ra. Thứ nhất, tên hung thủ là một kẻ vô cùng cẩn thận vì biết đoạn đường đó có camera nên mới lắp biển số giả và cố tình che giấu đi biển số thật. Thứ hai, vốn dĩ ngay từ lúc đầu, biển số xe của tên hung thủ đã là giả và không hề tồn tại biển số thật. Lý do là bởi vì vào thời điểm đó, nhà nước thắt chặt việc quản lý đăng ký mua bán chuyển nhượng xe cộ, nhất là những dòng xe như xe ba bánh, xe máy. Việc giao dịch mà không có giấy tờ đã bị cấm hoàn toàn. Tuy nhiên, đối với những người lao động nghèo và có dân trí thấp, họ sẵn sàng lựa chọn việc mua một chiếc xe không giấy tờ hoặc không chính chủ để tiết kiệm chi phí. Đồng thời, tại khu vực hẻo lánh này, cảnh sát giao thông cũng không mấy quan tâm đến vấn đề giấy tờ xe. Theo như suy đoán của cảnh sát, thì trường hợp thứ hai hợp lý hơn. Lý do là bởi vì nếu như tên hung thủ thực sự là một kẻ cẩn thận đến mức thay biển số xe giả, thì chắc chắn rằng hắn không thể để sót lại nhiều bằng chứng như vậy ở hiện trường được. Từ chi tiết này, cảnh sát đã bắt đầu điều tra, sàng lọc trong số những chiếc xe ba gác không được đăng ký mà vẫn được sử dụng trong thị trấn này. Vì việc này mất khá nhiều thời gian nên tạm thời vẫn chưa cho ra được kết quả. Phía bên này, trong lúc đội cảnh sát đi đến nhà của Lưu Thúy Liên và Lưu Tố Như sống để điều tra, họ đã tìm ra được một vài bằng chứng liên quan đến kẻ tình nghi. Theo đó, trong phòng ngủ của Lưu Tố Như, họ tìm thấy một chiếc SIM đã qua sử dụng, bên trong được lưu vỏn vẹn hai số điện thoại. Cảnh sát liền điều tra về chủ nhân của hai số điện thoại kia. Được biết, số điện thoại đầu tiên thuộc về một người đàn ông trung niên tên Lý Đức Nhân, hiện đang sinh sống tại trấn Phổ Định. Ông ấy kinh doanh một cửa hàng bán đồ gia dụng khá lớn và được coi là một trong những người giàu có ở vùng này. Số điện thoại thứ hai thuộc về một người đàn ông có tên Trần Chiết Viễn. Người này năm nay 32 tuổi, nghề nghiệp không xác định, cũng sinh sống ở trấn Phổ Định. Bên trong chiếc SIM điện thoại, cảnh sát còn tìm thấy một vài đoạn tin nhắn giữa nạn nhân với cả hai người đàn ông cùng một lúc. Như vậy có thể thấy, nạn nhân Lưu Tố Như không phải là một người phụ nữ bình thường. Mối quan hệ tình cảm của cô này khá phức tạp. Có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho Lưu Tố Như mất mạng. Theo như lời khai của Lưu Thúy Liên trước đó, thì người đàn ông cuối cùng tiếp xúc với Tố Như cũng như có khả năng đưa cô ấy đi chính là một người đàn ông trung niên. So với độ tuổi thì ông Lý Đức Nhân có khả năng cao hơn, tuy nhiên cũng không thể bỏ qua được người từng có mối quan hệ tình cảm với nạn nhân là Trần Chiết Viễn. Chính vì thế mà cảnh sát đã chia ra làm hai đội để đến nhà của cả hai người để tránh lọt mắt nghi phạm. Nhà của Lý Đức Nhân nằm ở trung tâm thị trấn, nơi có đông đúc dân cư sinh sống. Gia đình của ông ấy rất giàu có, hầu như ai nấy trong vùng đều biết đến cái tên Lý Đức Nhân. Lúc cảnh sát đến, Lý Đức Nhân đang cùng vợ mình là bà Lý bàn bạc một số chuyện công việc. Thấy cảnh sát đến, Lý Đức Nhân lúc đầu có tỏ ra ngạc nhiên. Tuy nhiên, khi nghe họ nói rằng đến đây vì vụ án mạng của Lưu Tố Như, Lý Đức Nhân đã đưa cảnh sát vào trong một căn phòng khác để nói chuyện, tránh để vợ của mình nghe thấy. Lý Đức Nhân cho biết rằng bản thân đã biết rằng cảnh sát sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến mình, bởi vì cách đây một ngày, ông ấy đã nhìn thấy tin tức tìm người mà cảnh sát đăng trên TV. Tuy nhiên, vì lý do thân phận cũng như mối quan hệ giữa Lý Đức Nhân và Lưu Tố Như không trong sạch, cho nên ông ấy không muốn mình bị kéo vào vụ án mạng này. Lý Đức Nhân cho biết rằng bản thân mình và Lưu Tố Như đã quen nhau được hơn 3 tháng. Cả hai quen nhau tại quán rượu nơi Tố Như làm việc. Cô ấy là một cô gái xinh đẹp, vóc dáng thon gọn, đẫy đà, hơn nữa lại còn rất trẻ. Cho nên ngay từ lần đầu gặp, ông Lý đã để ý đến Tố Như. Tố Như cũng vốn không phải con gái nhà lành, cô ấy luôn cố ý ăn mặc hở hang để lộ ra những đường cong trên cơ thể để quyến rũ ông Lý. Sau đó không lâu, chuyện gì đến cũng đã đến. Ông Lý thành công có được cơ thể trẻ trung của Tố Như cũng như biến cô ấy thành người tình của mình. Tố Như là một cô gái thông minh, biết cách lấy lòng người khác
nên ông Lý cũng không tiếc tay chi cho một số tiền lớn mua quần áo, mỹ phẩm cho Tố Như. Cuộc tình vụng trộm của họ kéo dài đến đầu tháng 11 thì bị vợ của Lý Đức Nhân phát hiện. Bà ấy tuy tức giận nhưng khi nghĩ đến mặt mũi gia đình cũng như những tác hại mà sau khi chuyện ngoại tình này bị phanh phui thì cũng đã suy nghĩ lại. Bà ấy cho ông Lý 3 ngày để giải quyết, nếu như còn tiếp tục qua lại thì sẽ ly hôn. Ông Lý dù sao cũng là một người làm ăn kinh doanh, tất nhiên biết được bên nào thiệt hơn. Chính vì thế nên ông ấy đã quyết định đến gặp Tố Như vào chiều ngày 3 tháng 11 để nói lời chia tay. Ông ấy còn hứa rằng sẽ cho Tố Như một khoản tiền coi như phí đền bù và mong cô ấy giữ kín chuyện. Cả hai sau đó đã hẹn gặp nhau tại khách sạn quen vào lúc 7 giờ tối. Thế nhưng ngày hôm đó sau khi ông Lý đến nơi thì đợi mãi vẫn chưa thấy Tố Như đâu. Ông Lý chỉ đành ngủ lại khách sạn một đêm, đến sáng hôm sau mới rời đi. Cảnh sát sau đó đã đến khách sạn kia để xác minh lời khai của ông Lý. Kết quả, những gì ông ấy nói đều là sự thật. Camera ở khách sạn đã ghi nhận thời gian mà ông Lý đến đây là vào khoảng 18 giờ 53 phút và rời đi vào 7 giờ 20 phút sáng ngày hôm sau. Vì thế nên ông Lý không hề có thời gian gây án. Hơn nữa, trong nhà ông Lý không hề có bất kỳ chiếc xe ba bánh nào. Những người hàng xóm xung quanh cũng làm chứng rằng trước giờ chưa từng thấy ông Lý mua hay sử dụng xe ba bánh. Dựa vào những thông tin trên, cảnh sát đã xác định ông Lý không phải là hung thủ của vụ án mạng lần này. Cùng lúc này, bên phía nhà của Trần Chết Viễn thì không suôn sẻ như vậy. Khi cảnh sát đến nơi, anh ta không hề có mặt ở nhà. Được biết, hàng xóm ở sát vách đã cung cấp lời khai rằng vào khoảng 7 giờ 15 phút sáng nay, người này đã trông thấy Trần Chết Viễn ra ngoài. Anh ta mang trên mình một chiếc ba lô và đội mũ lưỡi chai. Khi người hàng xóm chào hỏi thì Trần Chết Viễn chỉ im lặng rồi vội vàng rời đi. Cảnh sát sau đó đã vào bên trong nhà của Trần Chết Viễn để khám xét. Họ tìm thấy một chiếc xe ba gác ở sân sau của anh ta. Biển số xe đã bị tháo rời. Qua công tác khám nghiệm, cảnh sát tìm thấy nhiều vết máu ở trên phần ghế ngồi và thùng xe. Có lẽ trong lúc lái xe về, Trần Chết Viễn đã vô tình khiến máu của mình dính lên trên xe. Đồng thời vào thời điểm này, đội điều tra xe ba gác không có đăng ký cũng đã có kết quả. Theo đó, sau khi sàng lọc thông tin, họ ghi nhận được trên địa bàn hiện nay có khoảng 5 chiếc xe gác không có đăng ký. Trong số danh sách những cái tên chủ sở hữu, tên của Trần Chết Viễn nằm ở cuối cùng. Trùng hợp thay, biển số xe của anh ta cũng chính là biển số xe mà cảnh sát đã nhìn thấy trong camera ở khu vực gần hiện trường vụ án. Nghi ngờ Trần Chất Viễn là hung thủ càng lớn, cảnh sát ngay lập tức xông vào nhà, thu thập ADN của Trần Chất Viễn, đem đối chiếu với ADN của tên hung thủ. Cùng lúc đó, đội điều tra đã tiến hành công tác truy vết cũng như truy bắt đối tượng Trần Chất Viễn. Vào khoảng 20 giờ cùng ngày, đội cảnh sát số 3 thuộc tổ chuyên án trong lúc đi tuần tra ở khu vực ranh giới giữa quận Đô Quân và quận Châu Hà đã tìm thấy đối tượng Trần Chết Viễn khi hắn đang cố gắng trốn qua quận khác. Khi bị cảnh sát bắt được, Trần Chết Viễn vẫn cố gắng chống cự, thậm chí còn làm bị thương một chiến sĩ tuần tra. Sau khi đưa được Trần Chết Viễn về cơ quan điều tra, lúc này báo cáo xét nghiệm cũng đã có. Xác định ADN của Trần Chết Viễn trùng khớp với hung thủ, hay nói cách khác, Trần Chết Viễn chính là kẻ thủ ác đã ra tay sát hại Lưu Tố Như một cách dã man. Đối mặt với những bằng chứng sắt thép mà cảnh sát đã đưa ra, Trần Chết Viễn đã không thể tiếp tục chống cự mà cúi đầu nhận tội. Cuối cùng, hắn cũng đã phải khai ra động cơ và cách thức gây án của mình. Trần Chết Viễn sinh ra trong một ngôi làng nhỏ, bao quanh là những cánh đồng. Gia đình hắn tuy nghèo khó nhưng tràn đầy tiếng cười. Cha mẹ Trần Chết Viễn là những người nông dân chất phác, luôn dành cho hắn sự yêu thương vô bờ bến. Trần Chết Viễn cứ nghĩ mọi chuyện tốt đẹp sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi trưởng thành. Thế nhưng, hạnh phúc ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Khi Trần Chết Viễn mới 8 tuổi, một tai nạn bất ngờ đã cướp đi sinh mạng của mẹ hắn. Cái chết của mẹ như một cơn bão tố bất ngờ ập đến, khiến Trần Chết Viễn không thể hoàn hồn. Cha của hắn, vốn đã hiền lành, nay càng trở nên trầm lặng bởi sự dày vò và đau khổ. Ông lao đầu vào rượu chè để quên đi nỗi đau mất vợ. Ngôi nhà vốn đầy ắp tiếng cười, bỗng chốc giờ đây chỉ còn lại những tiếng thở dài não nề. Trần Chết Viễn cố gắng làm mọi việc để giúp cha, nhưng những nỗ lực của cậu bé 8 tuổi có là bao. Cha của hắn ngày một sa sút, sức khỏe cũng theo đó ngày càng tệ.
cuối cùng khi Trần Chất Viễn mới 16 tuổi. Ông cũng ra đi, để lại hắn một mình lẻ loi giữa cuộc đời. Mồ côi cả cha lẫn mẹ, Viễn cảm thấy mình như một kẻ lạc loài. May mắn thay, bà nội của hắn, người phụ nữ già yếu nhưng giàu lòng thương, đã đưa Trần Chất Viễn về nuôi. Bà đã dành hết tình yêu thương còn lại để chăm sóc cho cậu cháu nội tội nghiệp. Thời gian cứ thế trôi qua, Trần Chất Viễn lớn lên trong vòng tay ấm áp của bà nội. Nhưng hắn không thể mãi sống dựa vào bà. Khi tròn 18 tuổi, Trần Chất Viễn quyết định lên thành phố để lập nghiệp. Trong lòng hắn luôn nung nấu khát khao được xây dựng một gia đình hạnh phúc, một gia đình giống như gia đình năm xưa mình đã từng có. Trần Chất Viễn mong muốn tìm được một người phụ nữ dịu dàng, đảm đang, một người có thể mang đến cho hắn cảm giác an toàn và bình yên. Cuộc sống ở thành phố đầy bon chen và xô bồ, Trần Chất Viễn phải làm việc vất vả để kiếm sống. Vì không có học thức, lại không có nhiều tiền, gần như Trần Chất Viễn phải chịu đói, chịu rét để sống qua ngày. Nhưng sau đó, cũng may hắn đã tìm gặp được một người bạn và được người này đưa về trấn Phổ Định để sinh sống. Tại đây, Trần Chất Viễn đã tìm được một công việc mới ổn định, cũng như mức lương đủ để trang trải cuộc sống. Trần Chất Viễn là một người cần cù, hắn làm việc hết mình để mong sớm tích góp đủ tiền gửi về cho bà nội chữa bệnh. Trong vòng hơn 10 năm, Trần Chất Viễn đã gom góp được một số tiền không hề nhỏ. Đúng lúc này, hắn gặp được Lưu Tố Như. Lúc đầu Trần Chất Viễn không hề biết Lưu Tố Như làm tiếp viên ở quán rượu. Hắn chỉ biết cô ấy thông qua người chị, làm chung là Lưu Thúy Liên. Thời gian dài tiếp xúc, Trần Chất Viễn nhận thấy Lưu Tố Như là một cô gái vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng, giỏi giang, phù hợp với hình mẫu lý tưởng mà hắn đã đặt ra trước đó về một người vợ. Thế là Trần Chất Viễn xác định phải cưới được Lưu Tố Như về làm vợ. Lưu Tố Như sau khi nghe lời tỏ tình của Trần Chất Viễn thì không trả lời ngay mà nói rằng mình cần thời gian suy nghĩ. Điều này khiến Trần Chất Viễn càng nôn nóng muốn có được Lưu Tố Như. Cũng chính vì thế trong suốt quãng thời gian cả hai mập mờ qua lại với nhau, dù Lưu Tố Như có muốn bất cứ thứ gì thì Trần Chất Viễn cũng luôn đáp ứng mà không cần hỏi nguyên nhân. Dần dần, số tiền mà Trần Chất Viễn chi cho Lưu Tố Như gần như vượt quá phân nửa số tiền mà hắn đã dành dụm. Trần Chất Viễn lúc này mới nhận ra vấn đề. Hắn muốn Lưu Tố Như đưa ra câu trả lời một cách trực tiếp rằng liệu cô ấy có muốn kết hôn cùng với hắn hay không. Vì nếu như Lưu Tố Như đồng ý, thì Trần Chất Viễn sẵn sàng cho cô ấy toàn bộ số tiền mà hắn có. Bởi vì Trần Chất Viễn luôn muốn đưa Lưu Tố Như về ra mắt bà của mình để bà có thể yên tâm mà điều trị bệnh. Không ngờ rằng, lúc Trần Chất Viễn đến nhà Lưu Tố Như thì thấy cô ấy trang điểm đậm, trên người mặc một chiếc váy bó sát, hở hang, rồi đi thẳng đến quán rượu ở dưới thị trấn. Trần Chất Viễn âm thầm bám theo sau. Hắn không ngờ người con gái mình yêu lại là một người như vậy. Thế nhưng lúc đó, Trần Chất Viễn vẫn âm thầm nghĩ rằng Lưu Tố Như ăn mặc như vậy chỉ là vì tính chất công việc, chỉ cần cô ấy không làm việc gì quá đáng là được. Trần Chất Viễn sau đó cũng đi vào trong quán rượu, nhưng không phải để tìm Lưu Tố Như đấu chất, mà muốn xem thử cô ấy còn giấu mình điều gì không. Không ngờ, bên trong quán rượu, Lưu Tố Như lại ôm ấp những người đàn ông khác, không những thế, còn để họ đụng chạm khắp thân thể của mình. Chứng kiến cảnh tượng đó, trong lòng Trần Chất Viễn như muốn sụp đổ. Hắn đứng đợi ở bên ngoài để mong nói chuyện với Lưu Tố Như một cách rõ ràng. Không ngờ, sau khi làm việc ở quán rượu xong, Lưu Tố Như còn lên xe của một người đàn ông khác và đi đến khách sạn. Đến nước này thì không còn gì để nói nữa. Trần Chất Viễn hoàn toàn thất vọng. Điều tệ hơn là vào lúc đó, tình trạng bệnh tình của bà hắn đã trở nặng, cần tiền để phẫu thuật. Trần Chất Viễn đã đến gặp Lưu Tố Như để nói ra toàn bộ sự thật. Cô ấy nghe thấy vậy cũng không lo lắng hay hoảng sợ, mà tỏ ra bình tĩnh, sau đó còn thừa nhận và nói Trần Chất Viễn đừng nên đến tìm mình nữa. Trần Chất Viễn lúc này chỉ muốn Lưu Tố Như trả lại cho mình một phần tiền để chữa bệnh cho bà. Không ngờ cô ấy nghe vậy thì lại nói ra những lời mỉa mai, thậm chí còn cho rằng Trần Chất Viễn là một kẻ hèn, quen không được thì quay sang lại đòi quà. Những lời nói đó đã xúc phạm đến lòng tự trọng của Trần Chất Viễn. Hắn ta thực sự chỉ muốn lấy lại một phần tiền mà thôi, không ngờ lại bị nói là một kẻ hèn. Trần Chất Viễn sau đó cũng chỉ đành đem theo số tiền còn lại đóng viện phí cho bà, nhưng bao nhiêu đó là không đủ. Bà của hắn chung quy lại là vẫn qua đời. Trần Chất Viễn vì chuyện này mà đổ hết lỗi lên đầu của Lưu Tố Như. Hắn cho rằng cô ấy chính là nguyên nhân dẫn đến việc bà mình qua đời.
Cũng chính vì thế mà Trần Chất Viễn đã lên kế hoạch sát hại Lưu Tố Như. Hắn theo dõi cô ấy trong vòng vài ngày liên tục. Cuối cùng, vào ngày 3, hắn nhìn thấy Lưu Tố Như ra ngoài một mình, nhận thấy thời cơ đã đến. Trần Chất Viễn liền bám theo sau lưng. Đợi đến khi Lưu Tố Như đi đến nơi vắng, thì liền bắt cóc cô ấy bằng cách tẩm thuốc mê vào trong khăn rồi chụp lên mặt Lưu Tố Như, khiến cô ấy mất nhận thức, sau đó bỏ lên xe ba bánh. Trần Chất Viễn sau đó đã dựa theo con đường mòn phía sau núi đã bỏ hoang mà lái xe đưa Lưu Tố Như đến đó. Nơi này hoàn toàn vắng vẻ. Hắn nhìn Lưu Tố Như nằm bên trong thùng xe, trên người chỉ mặc bộ đồ ngắn bó sát, khiến dục vọng trong Trần Chất Viễn trỗi dậy. Hắn không cam tâm khi bỏ ra một số tiền lớn mà lại không được chạm vào Lưu Tố Như dù chỉ một lần. Chính vì thế mà Trần Chất Viễn đã cưỡng hiếp Lưu Tố Như. Không may, ngay khi hắn vừa đạt cao trào thì Lưu Tố Như tỉnh lại. Cô ấy không ngờ mình lại bị bắt cóc và cưỡng hiếp nên đã sợ hãi bỏ chạy vào bụi cỏ lau, vừa chạy vừa la hét kêu cứu. Thế nhưng, nơi này là đồng núi vắng vẻ, dù cho Lưu Tố Như có gào thét thì cũng vô dụng. Cuối cùng, Trần Chất Viễn cũng đã đuổi kịp và ra tay sát hại Lưu Tố Như một cách dã man. Những chuyện xảy ra sau đó thì đúng như những gì mà cảnh sát đã điều tra. Sau khi đã thu thập đầy đủ bằng chứng cũng như lời khai nhận từ hung thủ, Viện Kiểm sát ra quyết định khởi tố Trần Chất Viễn tội danh giết người. Tại phiên tòa, sau khi theo dõi toàn bộ quá trình diễn ra xét xử cũng như lắng nghe lời luận tội của Viện Kiểm sát, tòa án quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Chất Viễn mức án tử hình với tội danh giết người. Cuộc đời là một vở kịch bi hài, nơi những đam mê, hận thù và sự mất mát giao thoa. Vụ án này là một minh chứng đau lòng cho thấy tình yêu khi bị tổn thương có thể biến thành ngọn lửa hận thù thiêu đốt mọi lý trí. Dù cho động cơ của Trần Chất Viễn có thể được lý giải, hành vi giết người là điều không thể chấp nhận. Qua câu chuyện này, chúng ta cần suy ngẫm về giá trị của cuộc sống, về sự tha thứ và lòng nhân ái. Có lẽ sự tha thứ sẽ không làm xóa nhòa nỗi đau, nhưng nó có thể giúp con người tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ án Thế giới để biết thêm về những kỳ án có thật.